đóng phim đây. Hay chưa, nó không bay à? Nuôi từ nhỏ quen à, nuôi nó quen. Đây là con vẹt phải không anh nhỉ? Một mặt lên kệ luôn. Đây gọi là những con vẹt biết nghe lời đấy nhỉ. Gọi nó về. Hay nhỉ. Đẹp. Con này đẹp nè. Cười lên, cười lên. Cười lên, chụp hình này. 2, 3. Cười lên, cười lên. Bài mắt ra còn dài thời có ai mà dám thả mấy chục triệu trên trời không xích lại như hôm trước.
về bên đây ba được rồi, rón rón ít bữa nữa đi. Em rón từ trước tới giờ mắt lằn tởn rồi. Còn mà cao là dễ tập nhất á. Ừ. Nó yến tập có tùng tùng sao. Hai cái con này cái lông vàng đẹp nha. Lông màu vàng nè. Con đẹp này nhất kìa, nó đứng trên nó chơi kìa. Trốn lên cây rồi. Dịp đi. Ba đi ra tập hình. Nếu là con ngã mà đây là yếu sức rồi đó, công lực rồi đó. Chú cũng xù xíu. Chú cũng xù xanh động xíu này. Hết công lực rồi. Cô lại bay vậy nào cũng bay vậy. Tương lai con này cũng đỏ đó anh. Đỏ nhưng mà cái mặt này kìa. À. Mặt cái lông hồng kìa. Đỏ quá. Ừ, bay rồi. Cho nó ăn hả? Dạ. À, mình bơm vô cho nó ăn. À. Dạ. Không phải đâu. Bơm đi, bơm cho nó ăn đi. Thích xem con vẹt này hả? Chưa thích về hả? Con này có thích không mà? Bóng này bóng, con đi thích cái hạt này kìa. Con đi thích cái hạt này. Hôm nãy con cầm cái hạt con đi bay nè. Cắn lỗ tai này. Nó ăn lỗ tai. À. Con này tập cho nó cắn cái tóc bạc á. Rồi hôm sau cho nó nhổ tóc bạc cứ một sợi 1.000 à không. 10 sợi 1.000 đi.
Con đừng có cho ăn ăn nữa mà. Ủa ông cho đi ăn cho ông trồng hoàng đi rồi đâu ra ăn thì nay ông cho ông ăn một hạt đó. Thôi lỡ lỡ rồi, thôi lỡ. Không đổ quét cái gì hết.